Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tầng 57.3, 16.10 cũng như băng tầng 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Và đặc biệt cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNA TV. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã luôn yêu thương chương trình. Quý vị nhớ share cho mọi người cùng coi nha. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng Mỹ Linh gặp gỡ với lời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng để chúng ta bắt đầu vào chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Dạ, xin chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, chào cô Mỹ Linh, kính thưa quý khán thính giả, hôm nay đã là weekend rồi, hôm nay là thứ 6, 18 tháng 2 năm 2021, thì uh, tuần này chúng ta sẽ có long weekend đó, thành thử ra chúng tôi cũng nhân cơ hội này kính chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia đình có được uh, những giây phút thật là em ái bên cạnh gia đình, cũng uh, sức khỏe luôn luôn dồi dào. Và trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi bắt đầu vào những bản tin của buổi trường ngày hôm nay thì không quên cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ, đó chính là Ya Amava Resort and Casino at Samawal với 6.500 máy kéo, có luôn cả bài bàn hệ thống hotel resort đã khai trương với 500 phòng tối tân thật là đẹp, ở khang trang được phục vụ cho quý vị. Kính mời quý vị nhớ ủng hộ cho Ya Amava Resort and Casino at và tiếp đến nữa ở cũng không quên giới thiệu đến cho quý vị nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay thật là ngon, thật là bổ dưỡng. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ cho nhà hàng chay Di Lạc địa chỉ 2850 Queen Road thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408 238 -8686, 408 238 -8686. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Thanh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Bản tin đầu tiên, Nga đã phản pháo cáo buộc sắp tấn công Ukraine. Ngoại trưởng của Nga là ông Lavrov đã nói quan chức phương Tây đã truyền bá mối đe dọa về chiến dịch tấn công Ukraine. Điều này chỉ để thỏa mãn những cáo buộc trong cuộc phỏng vấn với RT ngày 18 tháng 2. Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov đã chỉ trích một số quan chức cao cấp của phương Tây trong đó có Ngoại trưởng Anh Liz Truss, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, cũng như Tổng thư ký của NATO là Jan Stoltenberg, tiếp tục cáo buộc Nga sắp tấn công Ukraine và khiến cho dư luận lo lắng về nguy cơ một cuộc chiến nổ ra. Dù Nga có làm gì đi nữa thì phương Tây vẫn tiếp tục nói về cách chúng tôi đe dọa Ukraine thế nào. Rock cho biết họ cáo buộc rằng dù Nga có rút quân, mối đe dọa vẫn còn dù Nga kết thúc các cuộc diễn tập và các đơn vị rút về căn cứ, mối đe dọa vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Ngoại trưởng của Nga đã nói rằng các quan chức phương Tây cố tình đưa ra những tuyên bố Nga lên kế hoạch tiến đánh Ukraine vì thích làm như thế. Nếu họ thích thú với việc cáo buộc Nga, cứ để họ dành thời gian hưởng thụ thú vui đó. Lavrov nói, tôi chắc rằng các nhà quan sát chính sách đối ngoại bình thường từ lâu tự khẳng định rằng tất cả các cáo buộc đều là tuyên truyền, tiên vịt và hư cấu. Ông nói Ngoại trưởng Lavrov cho rằng NATO, chứ không phải là Nga, mới là bên làm tổn hại đến an ninh châu Âu bằng cách triển khai binh sĩ và hạ tầng quân sự gần biên giới với Nga. Ông hy vọng sẽ tiếp tục đàm phán với những người đồng cấp Hoa Kỳ để mà tìm ra những sự dung hòa về những quan ngại an ninh châu Âu, Nga và Ukraine trong vấn đề vãn hồi những vấn đề thật sự là hòa bình ở tại nơi đây. Đó là bản tin mà Ngoại trưởng của Nga đã tuyên bố ngày hôm nay. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và kính thưa quý khán giả, Tổng thống Biden đã có một cuộc họp báo tại Tòa Baroque ngay ngày hôm nay và đã khẳng định và thuyết phục mọi người tin rằng tổng ông Putin đang quyết định xâm lược Ukraine. Tổng thống Biden vào ngày hôm nay đã cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiến tới một cuộc xâm lược Ukraine. À, tổng thống đã nói vào thời điểm này tôi tin rằng ông Putin đã có đưa ra quyết định và chúng tôi có lý do để tin ông ta đã làm điều đó. Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại tòa bạch ốc sau khi cung cấp thông tin cập nhật về vấn đề Nga đe dọa xâm lược Ukraine và sau ngay khi lập tức mà tổng thống đưa ra cái câu nói đó thì một người phóng viên hỏi rằng thưa tổng thống ông tin rằng tổng thống Nga Putin đã giờ sẽ xâm lược Ukraine đó có phải là những gì ông vừa nói cách đây vài phút hay không? và tổng thống biden đã nói đúng Tôi đã nói như vậy và sau đó tổng thống Biden nói thêm rằng ngoại giao vẫn còn nằm ở trên bàn của Moscow với quyết định hạ thấp quy mô, nếu như họ làm như vậy thì ngoại giao vẫn còn có cơ hội để thực hiện. Và các quan chức của tổng thống Biden và tòa Bạch ốc uh, trong nhiều tuần nay đã cho biết họ không tin rằng ông Putin đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thực hiện một cuộc xâm lược Ukraine hay không, nhưng tổng thống Biden cho biết vào ngày thứ sáu rằng điều đó đã thay đổi và Mỹ cùng với các đồng minh đang chuẩn bị cho cuộc tấn công của nga trong những ngày tới tổng thống biden nói rằng chúng tôi có lý do để tin rằng các lực lượng của nga đang lên kế hoạch và có ý định sẽ tấn công ukraine trong tuần tới trong những ngày tới chúng tôi tin rằng họ nhắm vào thủ đô kiev của ukraine thành phố có 2,8 triệu người dân vô tội và ông nói thêm ở chúng tôi đang kêu gọi các kế hoạch của nga và chúng tôi đang thấy nó đã thực hiện một cách rầm rộ và nhiều lần không phải vì chúng tôi muốn xảy ra xung đột mà chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể loại bỏ bất kỳ một lý do nào mà nga có thể đưa ra để biện minh cho hành động xâm lược của mình và giống như hồi sáng này thì người ta nghĩ rằng nếu như mà một cái kịch bản Nga sẵn sàng đưa ra những lời biện minh Nga có thể làm một cái gọi là một cuộc đánh bom giả và nói rằng là ô đã bị tấn công khủng bố hoặc là thậm chí Nga có thể thực hiện những cái cuộc tấn công nào đó tự làm và sau đó thì hô hào lên rằng ô mình đã bị tấn công và phải trả đũa cho cuộc tấn công đó đó là những cách mà Nga có thể làm để biện minh cho cuộc xâm lược mà người ta đã tính toán ra được cho nên là Uh, Phó Tổng thống Harris dự kiến sẽ gặp Tổng thống uh, của Ukraine, đó là ông Zelensky vào ngày thứ Bảy vào ngày mai tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức giờ trước tình hình căng thẳng này. Và tuy nhiên ngày hôm nay là một điều rất là bất ngờ khi mà Tổng thống Biden khẳng định rằng là vào thời điểm này, Ông tin rằng ông Putin đã đưa ra quyết định và có lý do để tin vào điều đó. Thì không biết tiến sĩ Hùng Dũng có nghĩ rằng là à, thật sự là Nga sẽ có một cái cuộc xâm lược vào Ukraine hay không? Hay là đây thật sự cũng chỉ là một cái giống như một cái dàn binh bố trận bân quơ để hù dọa của Nga mà thôi? Kính thưa cô Mỹ Linh, thật sự thì nước Nga cũng rất là muốn tiến chiếm Ukraine bởi vì chúng ta nhìn thấy đất nước Ukraine là một cái kho mà trong đó vừa là dầu hỏa, vừa là nông nghiệp, vừa là những cái nơi mà sản xuất những cái vấn đề khoa học kỹ thuật rất là nổi tiếng cho nên nước nga cũng muốn lấy lại cái đức chư hầu nhưng mà cái điều lấy như thế nào thì đến giờ phút này chúng ta chưa dám khẳng định tuy nhiên với những động thái của ông putin cũng như với những lời tuyên bố của ông joe biden thì chúng tôi nghĩ rằng trước sau gì cái miếng mồi ukraine mà nga sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội cho nên cái điều này chúng ta cũng phải rất là cẩn thận để nhìn thấy rằng không phải rằng cái sự kiện của ngoại trưởng Nga mà tuyên bố không đánh cũng như là Putin rút quân chứng tỏ rằng họ đã có thiện chí đâu, bởi vì chúng ta biết rằng mặc dù nước Nga là một nước dân chủ đến bây giờ nhưng mà cái bản chất của một cái chế độ Liên Xô cũ cũng như là cái chế độ tầng dư cộng sản vẫn còn đó, thành thử ra chúng ta chưa có thể nắm chắc được là cái sự thiện ý của tổng thống Putin sẽ làm cho cái nơi này trở thành hòa bình, ổn định như cái sự trông mong của chúng ta dạ yeah, và ngày hôm nay đó thì có um, hai nhóm phiến quân uh, mà, của ukraine thì họ đã gọi là đưa đưa qua ở bên phía nga và trốn ở đó và họ nói là nga đã sẵn sàng uh, tiếp nhận tức là họ là phiến quân ly khai họ ly khai khỏi ukraine và họ đã tiến hai nhóm luôn trong đó có một nhóm nổi tiếng đó là pdr thì họ đã tiến qua phía nga và đã được nga đón nhận và sau đó một nhóm khác cũng đi qua và nói, đó gồm có những người, người dân thường uh, trẻ em và cũng như người già đã đi theo những phiến quân đó để mà đi qua bên nga họ nói rằng như vậy là đã an toàn cho nên tự nhiên bỗng nhiên có một cái sự gọi là dời giờ gọi là di tản như vậy thì làm cho mình cũng hơi hơi lo ngại vì rõ ràng đó là tin tức và hình ảnh cho thấy là đã có một cuộc di tản của những người ly khai khỏi ukraine đã đi qua nga họ nói rằng như vậy là để được an toàn và họ nói là họ sẵn sàng để mà chiến đấu nếu như mà có bất kỳ một cái trận chiến nào xảy ra nữa với những người lính mà còn ở lại cho nên là đây là một cái điều rất là đáng lo và trong khi à, dạ thật ra cái, cái cái stock thì còn đáng lo hơn tại vì khi mà với những cái tin mà nga chuẩn bị đánh vậy là trời hôm nay là bắt đầu là stock rất tiếp tục kính thưa quý vị giá cổ phiếu hôm nay giống như Dow Jones xuống tới 232.85 S&P 500 cũng xuống 31.39 hôm nay là đỏ sàn hết thực sự là không có không có cái cái bất từ một cái sàn chứng khoán nào, một công ty nào mà gọi là lên điểm cao ngày hôm nay kính thưa quý vị. Và dạ, tình hình cũng rất là lo. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Thanh. Dạ vâng kính thưa quý vị. Ông tổng thống của Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã vãn hồi hình ảnh qua cuộc khủng hoảng Ukraine. Khi mà ông xử lý cái cuộc khủng hoảng Ukraine thì ông Joe Biden được đánh giá là không còn mắc những sai lầm ngoại giao như là những thỏa thuận tàu ngầm Australia hay là cuộc rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021 hơn một năm trước đây. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã đến Tòa Bạch Ốc với nực quyết tập thiết lập lại những quan hệ đối với các đồng minh của Hoa Kỳ. Thì điều đó ông đã quyết tâm như vậy. Tuy nhiên, đến giờ phút này thì một số các đồng minh cũng đã bày tỏ sự thất vọng đối với ông Biden đã đơn phương quyết định rút binh sĩ khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái dẫn đến cuộc hỗn loạn khiến cho ông chủ Tòa Bạch Ốc đã hứng hàng loạt những chỉ trích rằng nước tiếp tục xuất hiện sau khi australia đã hủy bỏ hợp đồng trị giá 40 tỷ mỹ kim đối với pháp để theo đuổi thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân với hoa kỳ và nước anh khiến cho paris vô cùng tức giận và cho rằng họ bị đâm sau lưng pháp thậm chí triệu hồi đại sứ hoa kỳ và australia về nước để đánh dấu lần đầu tiên cái sự phản ứng gai gắt này của pháp trong lịch sử quan hệ đồng minh lâu đời với hoa thịnh đỗ các đồng minh của Hoa Kỳ đã phải mất nhiều tháng để hàn gắn quan hệ hay là những sự việc này. Tuy nhiên, giới chức của châu Âu đánh giá trong quá trình xử lý khủng hoảng Ukraine, cách tiếp cận của ông Biden đã thay đổi đáng kể. Căng thẳng bùng nổ phát đi từ cuối năm ngoái khi phương Tây cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía Tây với những ý định tiến đánh Ukraine. Và Moscow dù là bác bỏ khẳng định những hoạt động quân sự nhưng ý chừng là Tổng thống Joe Biden vẫn có những cái sự hỗ trợ thật sự đối với khối NATO, vốn là một cái khối mà trước đây dường như nó không còn liên lạc mạnh mẽ và mạng mòi đối với Hoa Kỳ. Cho nên giờ phút này thì NATO có vẻ cần kiếp với cái sự hỗ trợ về quân sự cũng như là về tài chính từ Hoa Kỳ để khối NATO có thể trực tiếp đứng vững chống lại với đạo quân của nước Nga. Và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị vẫn giữ băng tầng 57.3, 16.10 và 26.9 để tiếp tục nghe những tường trình tin buổi tối của chúng tôi. Mời quý vị các bạn quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vân dữ văn tần 57.3, 16.10 cùng với văn tần 26 9 cũng như quý vị đang theo dõi ở trên YouTube cũng như trên Facebook VNA cùng với My linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng trong chương trình tin tức buổi tối mỗi ngày được phát hình trên cả ba băng tầng của chúng tôi vào 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ miền Nam California cũng như là có các bản tin ngắn đã được phát lên ở trên YouTube cũng như trên Facebook của chúng tôi và chúng tôi có post luôn cả một cái version đầy đủ chương trình dài luôn Mấy phút để cho quý vị có thể theo dõi nếu quý vị có thời gian kính mong quý vị sự ủng hộ và sharing để cho nhiều người cùng theo dõi và kính thưa quý khán giả chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi gia Amava Resort and Casino ở gần với lại Orange County của mình chỉ cách một tiếng lái xe trên con đường của vị đi Big Bear và ở đây đó thì có Serano Buffet ngày thứ tư thứ năm là có luôn cả lobster để phục vụ cho quý vị cho nên kính mong quý khán giả đến enjoy nha cảm ơn quý vị rất nhiều và tiếp đến nữa hân hạnh được bảo trợ bởi Eli Japan, tọa lạc ngay trong khu Lily Bakery ở trên đường Bonsa với lại các sản phẩm 100% sản xuất tại Nhật Bản và quý vị mua 250 đồng trở lên sẽ được free shipping. Kính mong quý khán giả ủng hộ cho Eli Japan. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo liên quan đến có một vị thẩm phán đã yêu cầu cựu tổ hống Trump phải đối mặt với các vụ kiện dân sự vào ngày 6 tháng 1. Cựu tổ hống Trump đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự, đã tìm cách cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm cho sự việc ngày 6 tháng 1. Và ngày hôm nay một thẩm phán liên bang đã ra quyết định để bác bỏ tất cả những nỗ lực của cựu tổ hống Trump để tránh cho mình tất, cả khỏi những cái vụ kiện đó, thẩm phán Amit Meta đã đưa ra một cái gọi là luận điểm của mình dài 112 trang bác bỏ tất cả những cái khẳng định của cựu tổng thống Trump rằng ông có đặc quyền để miễn trừ tuyệt đối với các vụ kiện và nhưng mà họ nói rằng họ không làm điều đó vì lo ngại các hành động của ông khi còn đương chức với thẩm phán Meta, một người được bổ nhiệm dưới thời của cựu tổng thống Obama, cho biết ông đang cố gắng đạt được một sự cân bằng mà nó đầy thận trọng và đặc biệt là tôn trọng những cái lá chắn pháp luật dành cho các hành động của và đầy chờm gọi là có thẩm quyền và chính thức của các tổng thống khi còn đương nhiệm và tổng thống ông thẩm phán meta nói để từ chối một tổng thống miễn trừ khỏi các thiệt hại dân sự là một bước đi không nhỏ và tòa án hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của quyết định của mình nhưng từ các tình tiết bị cáo buộc trong các trường hợp này là chưa có tiền lệ và tòa án tin rằng quyết định của mình phù hợp với các mục đích đằng sau quyền miễn trừ đó thẩm phán meta đã phán quyết rằng Tổng thống Trump có thể bị kiện um, vì đã uh, gọi là có liên quan đến um, ngày 6 tháng 1 uh, vì ông đã uh, tất cả những cái lời nói hay là những hành động của ông hay là đặc biệt là cái um, um, buổi rally uh, trưa ngày 6 tháng 1 ngày hôm đó đã kích động mọi người để mà tiến vào điện Capitol. Đó là theo lời của tổng thống Meta đã uh, theo lời của thẩm phán Meta đã khẳng định như vậy vì những nỗ lực của cựu tổng thống trump à, cho nên là ông lo ngại à, chính vì như vậy mà ngày hôm nay thẩm phán Meta đã quyết định rằng là yêu cầu cựu tổng thống trump phải chịu trách nhiệm trước các vụ kiện dân sự phán quyết của thẩm phán Meta được uh, cho là đưa ra trong hàng loạt uh, các nhờ uh, vụ kiện mà giống như các sĩ quan uh, của Quốc hội Hoa Kỳ và các thành viên ở trong uh, Hạ viện và đặc biệt là trong Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 gồm có uh, cả, um, dân biểu Benny Thompson là chủ tịch của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 cùng với lại dân biểu Eric Swalwell thuộc uh, đảng Dân Chủ của tiểu bang California các vị biết ông eric này đó là ở bên một người là nằm ở trong gọi là cơ quan điều tra tình báo của hạ viện nhưng mà cuối cùng ông lại có một cái mối quan hệ tình ái với lại cô dán điệp fan fan của tàu nhưng mà cái vụ này chìm xuồng không ai nhắc gì tới ông và giống như là không có chuyện gì xảy ra. Và vào cuối cùng thì ông vẫn đưa đơn kiện cựu tổng thống Trump và nói rằng cựu tổng thống Trump là một người nguy hiểm và đã là người phải chịu trách nhiệm trước ngày 6 tháng 1 và ông đưa một cái đơn kiện dân sự. Và bây giờ thì ông vẫn tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện đó của mình. Các vụ kiện dân sự đều được đưa ra tuyên bố chống lại cựu tổng thống Trump. Chống lại theo cái đạo luật là, là um, Cleo clarkland đã được ra đời vào năm 1871 đây là một luật dân quyền nghiêm cấm các âm mưu chống lại chính phủ liên bang hoặc là tước đi quyền của người dân Do cho nên là bây giờ họ dựa theo cái điều luật đó và à, đang chống lại cựu tổng Trump Nhưng mà có một điều đáng tiếc và không vui khi mà có một à, vị thẩm phán à, liên bang của quận hạt đó là ông Amit Amit à, Mata à, đã đưa ra một cái luận điểm rằng dài tới 112 trang luôn và nói rằng cựu tổng Trump phải chịu trách nhiệm ở trước à, những cái vụ à, kiện dân sự cho ngày 6 tháng 1 kính thưa quý vị. và quay trở lại với tiến sĩ Ngôn Hồng Dũng thanh Dạ vâng kính thưa quý vị, căn cứ NATO như là một cái gai trong mắt của ông tổng thống Nga là Putin. Căn cứ Kovo của Ba Lan đã được Hoa Kỳ mô tả là lá chắn giúp cho Âu Châu chống lại những sự tập kích tên lửa. Nhưng đối với Putin, nó là một biểu hiện của chiến lược hướng đông mà NATO đã dàn xếp. Mỗi sáng thì các nhà báo Ba Lan là Rezhikovo đều giật mình vì tiếng loa phát ra từ bên trong căn cứ quân sự nằm giữa khu rừng gần nhà. Tiếng loa bật quốc thiều của Hoa Kỳ và bên kia hàng rào thép gai đã có những biển báo là tránh xa bằng tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga. Tôi không biết bất kỳ ai từng vào trong đó. Nhà báo nói, chỉ tay qua hàng rào về phía một cụm tòa nhà ở đằng xa. Hàng rào thép gai được các binh sĩ Ba Lan bảo vệ là vành đai bên ngoài một cơ sở quân sự rất là nhạy cảm của NATO. Dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay mà Tòa Bạch Ốc khẳng định nó sẽ giúp bảo vệ cho châu Âu và Hoa Kỳ khỏi bị nguy cơ do tên lửa đạn đạo tấn công từ phía Nga. Nhưng đối với ông Tổng thống Nga, ông Putin, thì căn cứ quân sự ở ngôi làng Rijikovo phía bắc của Ba Lan là một căn cứ mà đối với ông ta là cái gai trước mắt là bằng chứng về mối đe dọa từ nỗ lực mở rộng về phía đông của nato tòa bạch ốc mô tả hai căn cứ trên chỉ phục vụ mục đích phòng thủ và không liên quan đến nước nga nhưng điện cẩm linh cho rằng chúng có thể được sử dụng để bắn hạ tên lửa của nga hoặc là phóng tên lửa hành trình có khả năng tập kích tại thủ đô moscow đó là những điều mà cho đến giờ phút này hai bên vẫn đưa ra những cái bảo vệ luận án của mình và dĩ nhiên nước nga họ rất là khó chịu khi mà hai cái làng này đã có những trang bị hết sức là đặc biệt của hoa kỳ cũng như nato trong khi đó thì nato vẫn một mặt nói rằng đây chỉ là lá chắn đây chỉ là một sự bảo vệ bởi vì trước kia nước nga cũng đã từng xâm nhập tiệp khắc ba lan thành thử bây giờ cái chuyện đó cũng là một cái chuyện hết sức là bình thường cho nên cái chuyện mà nó qua nó lại trong cái sự kiện này vốn là vấn đề chính trị nhưng mà phía sau đó là những mối đe dọa thật sự của hai bên trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Và kính thưa quý khán giả tiếp đến là một bản tin đó Mình nghe thì mình thấy nó hơi buồn cười Và nó hơi phi lý Nhưng mà nhiệm vụ của chúng tôi vẫn phải gửi đến cho quý vị Đó chính là cơ quan lưu trữ đã xác nhận hồ sơ Của cựu tổ thống Trump tại Malago Bao gồm các tài liệu mật Kính thưa quý vị Những người lưu trữ hồ sơ của tổng thống ngày hôm nay Đã khẳng định rằng có tài liệu an ninh quốc gia Tuyệt mật trong số 15 hộp gần đây đã được tìm thấy tại mar khi cựu tổng thống Trump uh, gọi là được ra lệnh là phải đưa ra uh, các thông tin liên lạc của ông uh, để mà đưa cho ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 tuyên bố từ cơ quan lưu trữ và hồ sơ quốc gia gọi tắt là NARA đã được uh, đưa ra cho ủy ban giám sát của hạ viện vào tuần trước đã thực hiện một cuộc điều tra về việc cách mà cựu tổng thống đã giải quyết vấn đề hồ sơ của tổng thống và cũng uh, xác nhận rằng cơ quan này cũng đã liên lạc với lại bộ Tư pháp và ở đây thì một cái người hoạt động trong cơ quan lưu trữ quốc gia ông David Foriero đã nói rằng Nara đã xác định các mục tiêu được đánh dấu là các thông tin về an ninh quốc gia đã được phân loại trong các hộp và vì Nara đã xác định được thông tin đã được phân loại trong các hộp nhân viên của Nara đã liên lạc với bộ tư pháp bức thư đã được Nara tức là cơ quan lưu trữ quốc gia phát giác ra những trường hợp khác mà chính quyền của cựu tổng thống trump đã không tuân thủ các luật liên bang về việc bảo quản hồ sơ và Nara đã xác định một số các hồ sơ về social media nhất định mà không được cự chính quyền tổng thống trump uh, save lại cũng như lưu giữ lại và nara cũng biết rằng một số nhân viên của tòa bạch ốc đã thực hiện công việc của mình chính thức bằng cách sử dụng những cái account uh, mà gọi là bên uh, phía uh, điện tử của mình giống như các account về email hay account trên social media không chính thức và nó đã không được sao chép hoặc không được chuyển tới ở uh, những cái uh, cái account mà chính thức của họ để mà làm việc theo như yêu cầu và ông David Fierro cũng nói ở trong một bức thư được đưa ra trong lúc có nhiều câu hỏi liên quan đến hồ sơ của Tổng thống Trump bao gồm các tiết lộ việc thu hồi các tài liệu vào hồi tháng Giêng mà Ủy ban điều tra Hạ Viện uh, liên quan đến ngày 6 tháng 1 đang điều tra. Và đây là một cái tin mới nhất khi mà có cơ quan lưu trữ đã xác nhận rằng đó là hồ sơ tuyệt mật. Và kính thưa quý vị là uh, Tổng thống Donald Trump đã chính thức rời khỏi tòa bạch ốc và là chính thức không làm tổng thống của nước Mỹ nữa vào đúng ngày 20 tháng 1 dạ, năm 2021. Đến nay là năm 2022 và chúng ta đã ở ngày 18 tháng 2 năm 2022 rồi. Có nghĩa là đã hơn một năm. Vậy mà hồ sơ gọi là hồ sơ tuyệt mật và của một quốc gia như nước Mỹ mà hồ sơ tuyệt mật đó nằm ở Malago trong suốt năm trời mà không ai nói gì hết. <laughs> rồi sau rồi đến khi bỗng nhiên cái giờ tìm hiểu tìm hiểu ra cái tự nhiên có 15 cái hộp mà trong 15 cái hộp đó thì có những cái hồ sơ tuyệt mật chứa trong đó mà trong khi một nước Mỹ nào là cơ quan tình báo FBI rồi CIA rồi cũng như là Bộ Quốc phòng mà cuối cùng không ai quan tâm đến hồ sơ tuyệt mật hết mà đó là những hồ sơ liên quan đến an ninh quốc gia như quý vị thông tin an ninh quốc gia nhưng mà trong suốt hơn một năm dạ không ai tìm hết chỉ còn có hai ngày nữa là đúng một năm hai tháng không không, không có ai tìm hiểu nhưng mà lại cuối cùng á, lại tìm ra được bây giờ bỗng nhiên sâu hơn năm cái là phát giác ra là có thông tin tuyệt mật như vậy chứng tỏ nó không hề tuyệt mật tại vì nếu như tuyệt mật á, là người ta đã tìm ngay từ khi cái ông chủ cũ bước ra khỏi cái tòa bà đó thì chắc chắn là phải hay tài liệu tuyệt mật đầu đưa cho chúng tôi coi hết đủ chưa đúng rồi đây là những thông tin chúng tôi cần phải có chúng mình đi làm việc trong một cái office bình thường mà ngay cả cái chắc bút là một cái rất là bình thường còn phải có chìa khóa cất kỹ ngay cả ở những cái thư từ quan trọng về thuế mà chúng ta cần cất kỹ huống chi là hồ sơ về an ninh quốc gia mà lại có thể để cho một vị tổng thống ngang nhiên bỏ trong 15 cái hộp đi về mà alago mà để hồ sơ tuyệt mật mà đến năm trời bây giờ mới biết là có cho nên là một cái bản tin mà nó nghe nó rất là buồn cười nhưng mà không hiểu rằng là tại sao họ phải nói rằng đó là những thông tin tuyệt mật tuyệt mật đến đâu thì bây giờ phải khi họ không nói chỉ nói đó là những thông tin về an ninh quốc gia và đã được phân loại kính thưa quý vị và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và xin mời quý vị vẫn giữ băng tầng 57.3 16.10 và 26.9 chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tầng 57.3, 16.10 và 26.9 của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, quý vị cũng có thể theo dõi ở trên Facebook cũng như trên Youtube VNATV. Quý vị nhớ comment vào cho chương trình rồi bấm like rồi thả tim nữa nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần với những sản phẩm rất tốt cho quý vị. Moringa 950, đông trùng hạ thảo, tinh chất nghệ hoặc là sâm Hàn Quốc. Kính mong quý khán giả nhớ đón coi thoát show mỗi ngày trên trên VNTV để biết thêm chi tiết. Số phone là 7149498688, 7149498688. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, ở tại Hồng Kông đã tạm thời hoãn cuộc bầu cử lãnh đạo của Hồng Kông bởi Covid-19 đã tăng 60 lần. Hôm nay bà Carrie Lam, là lãnh đạo của Hồng Kông đã thông báo quản cuộc bầu cử đặc khu cho tới tháng 5 do số ca Covid-19 tại thành phố tăng đột biến. <laughs> cuộc bầu cử đặc biệt khu hành chánh Hồng Kông sẽ được quản tới ngày 8 tháng 5 thay vì là ngày 27 tháng 3 theo kế hoạch trước đó do làn sóng Covid-19 đang hoàn hành một cách khủng khiếp. Bà Carrie Lam hôm nay cho biết giới chức Hồng Kông đã cho biết rằng từ đầu tháng 2 cho đến hôm nay, số ca nhiễm tại đặc khu này đã tăng 60 lần, khiến cho bệnh viện quá tải. Bệnh nhân được điều trị trong những khu lều bạc, được dựng ở trong bãi cỏ và không có những cái nơi được gọi là tốt đẹp và phòng máy lạnh để có thể cứu chữa. Trưởng đặc khu Carrie Lam giải thích quyết định quán cuộc bầu cử được đưa ra theo sắc lệnh khẩn cấp và các quy tắc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông đồng thời nó trọng tâm của chính quyền đặc khu là chống lại cái đại dịch. Và Carrie Lam cũng thông báo quản bầu cử trưởng đặc khu hành tránh Hồng Kông hai ngày sau khi ông Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình cảnh báo cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 nên là ưu tiên hàng đầu của giới chức địa phương. Trưởng đặc khu Hồng Kông không được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu mà do Ủy ban Bầu cử Hồng Kông gồm 1463 thành viên lựa chọn. Bà Carrie Lam được bầu năm 2017, chưa xác nhận rằng kỳ này bà có ra tranh cử hay không. Cùng với Trung Quốc đại lục, đặc khu Hồng Kông là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới, vẫn tuyên bố họ sẽ duy trì chiến lược không Covid. Thành phố đang đối mặt với giai đoạn căng thẳng nhất trong nỗ lực ngăn chặn được bùng phát liên quan đến biến chủng Omicron khi đã ghi nhận thêm 6.116 ca nhiễm vào ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2, nâng tổng số lên đến 38.070 ca, trong đó có 238 ca tử vong. Thì đó là những điều mà chúng ta thấy rằng cái đại dịch COVID-19 cũng đang hoành hành ở các quốc gia Á Châu, mà đặc biệt là ở tại Hồng Kông. Nó đã tăng lên 60 lần, chứng tỏ rằng con số của những người nhiễm đã trở thành quá tải trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Và kính thưa quý vị tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến các quy định của thẩm phán đã bắt buộc thủ lĩnh của nhóm những người giữ lời thề Old Keepers phải ở trong tù trước phiên tòa xét xử Một thẩm phán của liên bang vào ngày hôm nay đã đưa ra quyết định rằng Steve Warrow là thủ lĩnh của uh, tổ chức Old Keepers uh, phải uh, ở trong tù khi mà chuẩn bị trước phiên tòa của mình uh, để mà uh, phải uh, chịu trách nhiệm về những vụ uh, xảy ra vào ngày 6 tháng 1 uh, thẩm phán của um, quận hạt là thẩm phán mà cũng đã đưa ra quyết định uh, liên quan đến cựu tổng thống trump khi uh, bắt buộc cựu tổng thống trump phải chịu trách nhiệm với những vấn đề gọi là những vụ kiện dân sự uh, thì đó là thẩm phán emit uh, mata đã từ chối yêu cầu được gia hạn của Roe để mà được trả tự do được tại ngoại hồ tra đồng thời với lại lệnh thẩm phán của liên bang rằng ông sẽ bị từ chối bảo lãnh vì uh, một cái lý do đơn giản là ông có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng. họ nói như vậy khi mà nếu ông được phép tại ngoại hầu tra trong một phiên tòa gọi là bằng online để trong vòng vài giờ vào ngày thứ sáu do những khó khăn kỹ thuật ở nhà tù ở Rose thì thẩm phán Mata đã xem xét các dự kiện và các cáo buộc trong một vụ án và nói rằng uh, thẩm phán quyết định ủng hộ việc giam giữ người sáng lập của nhóm Oculus uh, và uh, đó là uh, thẩm phán tin rằng là đây là một việc cần thiết và ông là người nguy hiểm uh, khi mà bước ra ngoài. Cho nên bây giờ ông không được phép tại ngoại hầu tra uh, cho đến khi mà có phiên tòa xét xử và đây có thể nói là một trong những người mà chắc chắn là phải chịu trách nhiệm và chắc chắn là sẽ bị xử phạt nặng nề nhất cho những cái sự việc liên quan đến ngày 6 tháng 1 theo các tài liệu buộc tội sự chuẩn bị của Rowe bao gồm có việc là chuẩn bị tới hàng chục nghìn đô la vũ khí, có trang bị vũ khí trong những ngày trước và sau ngày 6 tháng 1 của năm ngoái họ tìm kiếm được là ông có sẵn sàng tiền và vũ khí để mà cho ngày 6 tháng 1 nữa nhưng mà đó là những cái cáo buộc và chúng ta chờ xem họ sẽ giải quyết như thế nào và đây có thể là một trong những nhân vật được quan tâm nhất và có thể phải chịu sức ép nặng nề nhất trước những phiên tòa xử phạt mình liên quan đến ngày 6 tháng 1 kính thưa quý vị quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Thanh dạ vâng kính thưa quý vị các nước đã xử lý những cái sự trường học như thế nào khi mà có những người bị nhiễm covid 19 đây là Hoa Kỳ thì chú trọng để mà truy cái vết tích nhưng không đóng cửa lớp học khi phát hiện những cái trường hợp mà bị nhiễm Covid-19 trực tiếp. Trong khi một vài nước ở châu Âu thì yêu cầu học trực tuyến ngay sau khi nhận được một ca nhiễm nào đó. Theo dữ liệu của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc, tức là UNESCO, đã công bố vào ngày hôm qua, ít nhất là 135 quốc gia trên thế giới đã nối lại hoạt động dạy học trực tiếp sau thời gian dài trường học đóng cửa vì Covid-19. Cùng kỳ với năm ngoái, 40 quốc gia đóng cửa thì nay đã lo ngại vì vấn đề Covid, nhưng các nước đã chuyển sang hình thức là dạy học từ xa hoàn toàn trong năm nay, ít hơn 4 năm trước. Đại dịch vẫn khiến cho giáo dục bị gián đoạn nghiêm trọng, nhưng tất cả các quốc gia hiện đã nhận thức rõ về cái giá đắt phải trả nếu tiếp tục đóng cửa nhà trường. Như UNESCO đã trình bày trong hai năm qua, chiến dịch tiêm chủng được mở rộng và những bài học chống dịch từ 2 năm qua đã mang lại một mô hình mới dựa trên các biện pháp bảo đảm sức khỏe và an toàn tại trường học. Tổng giám đốc UNESCO là Audrey Adole đã cho hay để giảm bớt nỗi lo ngại của các bậc cha mẹ về nguy cơ bùng phát COVID-19 trong trường dẫn đến lây nhiễm COVID-19 cho các thành viên trong gia đình, học sinh và cộng đồng thì giới chức các nước trên thế giới đã áp dụng biện pháp ứng phó khi mà xuất hiện một ca nhiễm ở tại lớp học. Tại Hoa Kỳ, theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC, trong trường hợp phát hiện ca nhiễm COVID-19 từng đến với trường học hoặc là sự kiện của nhà trường, thì điều tra những ca nhiễm và truy vết tích và cố gắng để mà cứu chữa chứ không thể nào mà đóng cửa ngay lập tức. Đây là quy trình xử lý các trường học hiện đang bị phát hiện nếu có COVID-19 xảy ra. Tuy nhiên, một số các quốc gia khác thì lại vội vàng sợ hãi khi mà đã nhìn thấy một cái trường hợp nào đó của một em học sinh thì trường đó phải sách đau ngay lập tức và họ đã phải đưa ra những vấn đề như là giáo dục từ xa tức là dạy online hoặc là phải cho những học sinh đó ở nhà mà không có những cái chương trình để có thể giúp cho các em đó phát triển và unico cũng đã đưa ra rằng cái chương trình học từ xa nó không có lợi ích và nó không có thực tế khiến cho một số các em nó đã phải đi chậm lại với cái thời gian học theo cái chương trình của quốc gia giáo dục trở lại với cô Mỹ Linh. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc bà Melania Trump đã chỉ trích là kẻ giết chết giấc mơ trên các phương tiện truyền thông sau khi có những cái bản tin liên quan đến cuộc điều tra từ thiện ở Florida kính thưa quý vị cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chỉ trích là những kẻ giết chết giấc mơ trên các phương tiện truyền thông sau khi mà có những cái bản tin tức liên quan đến cuộc điều tra của các quan chức Florida đã thực hiện đối với lại một cái cuộc gây quỹ của bà là bà đã bán vé cho một cái bữa gọi là bữa tiệc để mà gây quỹ từ thiện à, sẽ được diễn ra vào tháng tư và đang được uh, bà Melana bán và lợi nhuận thì sẽ được uh, đưa vào tổ chức Bbas của bà uh, và bây giờ đó thì tờ New York Times uh, đã đưa ra một cái thông tin uh, và uh, đã nói rằng uh, là bây giờ là các giới chức uh, của Florida đang điều tra là tại vì cái tổ chức Bbas tổ chức từ thiện này không được gọi uh, là register không có được ghi danh uh, tại tiểu bang và bây giờ đó thì họ sẽ điều tra tất cả các hoạt động gây quỹ của tổ chức này và bà melania đã lên tiếng rằng bất chấp những việc làm của tôi báo chí vẫn đang đăng những bài báo không chính xác và gây ra hiểu lầm và hoàn toàn không đúng về công việc của tôi các giới truyền thông đã tạo ra một câu chuyện mà theo tôi đang cố gắng hành động một cách bất hợp pháp hoặc phi đạo đức và bà nói thêm sự mô tả đơn giản đó là không đúng sự thật và nó ảnh hưởng uh, xấu cho đến những đứa trẻ mà tôi hy vọng mong muốn được giúp đỡ những người tấn công vào các sáng kiến của tôi và tạo ra một vẻ ngoài không đúng đắn là những người giết chết giấc mơ theo đúng nghĩa đen họ đã hủy bỏ giấc mơ và hy vọng của những đứa trẻ bằng cách là đã cố gắng hủy bỏ những chương trình của tôi đó là trong tuyên bố của mình bà đã chỉ trích rằng bà là nạn nhân của một cái quyết định có mục đích chính trị gần đây liên quan đến những cái giống như những cái hoạt động của tổ chức BBS giống như là tổ chức gọi là nuôi dưỡng tờ giúp đỡ tương lai Help the Future hay là nuôi dưỡng Safe để mà giúp cho các em có đầy đủ có thể có đủ đồ ăn thức uống để có thể có một sức khỏe mạnh để mà tiếp tục công việc học của mình hoặc dành cho những trẻ em nghèo cho nên là mà bây giờ chương trình gây quỹ của, của bà đã đang bị điều tra và họ nói rằng là cái tổ chức của bà tổ chức từ thiện chưa được ghi danh chưa được register để mà có cái uh, non profit association fire one 3 ở tại florida và như vậy là nó là không có đúng và bây giờ bà đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn điều này và nói mình là một nạn nhân của một uh, cái mục đích chính trị và bà nói rằng những kẻ loan tin như vậy uh, những cái tờ báo viết không đúng sự thật như vậy là những kẻ đã đánh cắp giấc mơ kính thưa quý vị uh, đó một cái một cái cách nói rất là bóng bẩy nhưng mà rất là thấm thía nếu mà quý vị coi cái bộ phim á mà kẻ đánh cắp giấc mơ là là quý vị cũng thấy là có một kẻ xấu xa đã đánh cắp giấc mơ của tất Cả các em nhỏ và có một em nhỏ đã phải bước vào bên trong thế giới của kẻ đánh cắp giấc mơ đó để cố gắng lấy lại giấc mơ của mình rồi chiến đấu một cái bộ phim rất hay của Walt Disney mà chắc là quý vị cần phải theo dõi giờ cái thưa quý khán giả và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay chúng tôi xin kính gửi lời chào tạm biệt kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ long weekend thật nhiều niềm vui xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới cảm ơn tôi xin Nguyễn Hồng Dũng Dạ vâng, kính chào quý vị và chúng tôi cũng vậy. Kính chúc quý vị có một long weekend an vui, hạnh phúc.